Xin chào bác sinh nhá. À vâng, xin chào anh em nhé. Nay bác không đi đâu à? Nay mưa gió. Mưa đâu? Nó có lất phất mấy hạt đấy. Để rét đậm như thế này thì chả đi nữa. Ở nhà làm cái cây sơn trà. Vì cái mùa đông này là sơn trà nó thay lá. Để mình vặt hết lá đi để làm cho nó gọn và để lọc năm. Sơn trà là từ mùa này là thay hết lá này, nó rơi hết những cái lá già xuống. Cây này nó có hoa không nhỉ? Có hoa lâm tâm trăng. Gốc già hết rồi. Vâng, đây đây anh này. Đây rồi. Và Độ Sinh giới thiệu với các bạn một cây sơn trà trong không gian vườn cảnh nhà Độ Sinh. Đây là cây sơn trà mà cái mùa đông thì bắt đầu lá, những cái lá già rụng xuống. Tôi sẽ tiến hành vặt hết lá trơ răm để cho ra lộc mới. Trước khi vặt lá cây sơn trà thì như thế này đây. Đấy. Cây sơn trà có chiều cao 50 cm. Vâng, thân đã già mốc trắng hết và bóng dáng của một cây cổ thụ tự nhiên. Bây giờ Độ Sinh tiến hành vặt đá. Sau độ 10-15 phút sau chúng ta quay lại cái hình ảnh của cây sơn trà đã được vặt trơ lá như thế này. Vâng, và bây giờ cây sơn trà của Độ Sinh đã được vặt hết lá. Chúng ta quan sát cái bộ xương răm chì của cây sơn trà rất là tuyệt vời. Trong cái dịp mà về với xưởng đá ở trên Lục Yên, Yên Bái, tôi có mua một cái chậu đá liền khối họ đục sẵn, và Độ Sinh cũng muốn là họ đưa thêm cái chữ SH vào cái thành bể đá này. SH là các bạn đã biết là cái ký tự đầu tiên của mỗi cuốn video ở trong cái lời tựa của Độ Sinh, đó là hương sắc. Cây sơn trà có độ tuổi rất là lớn rồi. Trong khoảng độ từ giờ đến Tết sẽ bắn lộc. Dáng dấp của một cây cổ thụ thu nhỏ.
Và bây giờ Đỗ Sinh sẽ tiếp tục vặt lá cho một tác phẩm nữa, đó là cây mai chiếu thủy, với chiều cao là 60 cm. Hoành thân ở vị trí này là được 40. Ở vị trí này là được 40. Còn gốc thì phải là 90. Rất là côn. Và cũng với cái tàn, cái dầm là rất là dày rồi nhé. Tất cả các vết sẹo không còn một vết nào nữa, múm hết. Và côn giật như một cái bút chì như thế này. Đây là những cái cây mà một người bê được, rất là dễ di chuyển và chơi trong mọi không gian. Đỗ Sinh tiếp tục vặt lá cho tác phẩm mai chiếu thủy để lọc dăm. Cây này thì dăm rất là dày rồi. Đây, những cái chỗ này chúng ta nhìn dăm cực dày luôn. Sau khi vặt lá ra sẽ phô ra hết. Vâng, bây giờ Đỗ Sinh sẽ tiến hành vặt tiếp lá của cây mai chiếu thủy, chia sẻ với các bạn. Vâng, và Đỗ Sinh cũng đã vặt xong cái phần lá của cây tường vi. Một cây tường vi dáng rất là văn nhân, dáng siêu, để đón lộc. Cái nét đẹp của cây tường vi không phải là to cao đồ sộ, mà dáng rất mảnh mai. Những cái đường đi góc lượn của thân, của tay cành. Và cây tường vi cũng làm tương đối lâu năm rồi. Một cây rất là già, tạo được dăm. Và lần lượt những ngày không đi làm chương trình ở đâu, ở nhà Đỗ Sinh sẽ chặn vặt lá, lọc dăm cho những cái tác phẩm bonsai sân vườn nhà mình. Đây là hình ảnh của cây tường vi mà tôi vừa mới vặt lá xong. Cây lộc vừng là cây vặt lá trước nhất, cách đây 3 ngày. Một cây lộc vừng dáng siêu, thả nước. Mới hôm nay tôi tháo bỏ hết nước đi để cho nó khô để tôi cọ lại. Sau đó tôi xếp lại những cái tiểu cành để cho cái bơm nước ra đây để chơi Tết. Cây sam hương tôi cũng đã vặt lá và đưa ra lộc rất đều đây rồi. Đó là vài phút video ngắn ngủi chia sẻ với các bạn công việc thường ngày. Mỗi khi mà không đi làm chương trình ở nơi nào thì Đỗ Sinh ở nhà
vào phòng máy tính để biên tập video, ra ngoài vườn để thư giãn với những cái tác phẩm bonsai trong sân vườn nhà mình. Đây là cây thông, xuất xứ là dòng thông Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương. Với những phút giây thư giãn bên mảnh vườn nho nhỏ để thả hồn ta với đất trời, để buồn vui tâm sự cùng cây cỏ. Độ Sinh xin chúc các bạn nhiều sức khỏe, thư giãn với mảnh vườn nho nhỏ của mình, chỉnh sửa cho những tác phẩm ngày càng đẹp hơn. Ngày mai Độ Sinh sẽ bước vào vặt lá, lọc râm cho một tác phẩm xanh, một cây xanh trước khuôn viên phòng ăn, phòng bếp của gia đình.